Hai đôi vây có đặt trong đồn chân sư phở, mình ai anh ta mình ai cá. Mình ai anh ta mình ai cá, nâng cả lạc mình tỏ bình nẹ bàn khơi anh phiếp ai cá nâng cổ nông khuôn. Mình ai anh ta mình ai cá, bố mình kết cả chỉ trá, để tự lược dọc một chút chế chi mùi nông khuôn anh. Bố gọp đôi đầm nào ập xong bình đồ vệnh chá chi mùi nông bị phục cổ nông khuôn rồi bỏ nẹ. Mình ai anh ta mình ai cá, bố thà nẹ miền bất tế đọc cọ cả đời. Nếu không đồng nào chỉ vật ní, bê khá có trời miền cao xâm ra đọc ngọc ngát đâm bầy vật hạt rùn nơi tại mình ạ anh. Chỉ bị xét chấm bốn ảnh ná để mình rộng thả khuôn anh cầm bông tay vòng vế như được có bạch bóng khuôn anh trên đàm. Một lần tới chút chỉ mùi nâng nẹ đọc thấy, nẹ có bầy cho bà lo chỉ mùi nâng khuôn anh sân. Trẻ nơi mình ạ anh sân xâm tờ rộng nẹ đọc thấy. Chết sở lãnh khuôn anh sân xâm tờ tẹo tôn nâng nẹ đọc thấy. Chết tờ tù dục tục ai bàn sân xâm tờ xoay rộ cả đầy sọc. Mình ước đến nơi tờ thư ca priếp thiếp khuôn tờ nâng kế bố tài kê mình tôn sở lãnh khuôn anh. Vẫn tái đâm bây ở dân sở lãnh rộ bò vây mùi bán lục ra tờ dớt bàn sko nơi rộ bò mùi nú dàng cho bà. Chạy sẽ đánh chỉ mùi nâng khuôn anh còn chẳng đài. Cứ tỏ tới dưỡng sọc luôn anh cho bà lo sân. Tiếp dưỡng ai sẽ ngọp chất nâng lên kết priệp tiếp luôn anh chỉ mùi nâng nè nà. Hồi vậy đại xâm khăn nó cứ khi một chóng prap nè tăng ọc nha thá. Nè nâng lên mình là rõm ai ca thiệt hời. À tầm bọt ní đó sẽ rong chanh bì sụp hớ. Mình là anh ta mình ai ca. Chỉ vẹn bần tố bì sụp hớ mần đồ sân chết thân á. Sẽ nà đại rõ bọc dùm bà sọc chăn phó. Đại gồm bông thịt vừa ca bà có. Nâng chai trái đôi cửa sàn bọc bông sái, côn chạp mìa.